Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm nay thì mình sẽ thử thách bản thân bằng cách làm cái thành tựu khó nhất game. Lúc trước thì cái thành tựu này đã khá là khó để thực hiện rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì nó càng khó hơn. Vì ở bản 1.19 này thì nó vừa thêm vào một cái hiệu ứng mới có tên là hiệu ứng bóng tối. Khi mà mình kiểu như ở gần cái khối cúc la hét hay sao á. Thế nên là cái thành tựu này bây giờ cũng hơi căng á nha. Nhưng mà không sao, bữa nay mình sẽ cùng nhau thử thách coi. Càng khó thì nó mới hấp dẫn được. Rồi, và đầu tiên thì mình cần phải đi săn một ít cái con zombie chết đuối để kiếm những cái vỏ ốc anh Vũ cái đó. Mình đang cần cái vỏ ốc đó lắm luôn á. What? Ở đây nó có cái hang và dưới có kim cương luôn nè. Ây da, hang dưới nước mà cũng giàu có phết ta. Đào luôn để mình coi được mấy quặng. À, chỉ có một quặng thôi. Lại thêm kim cương. Cái hang dưới nước này có hai chỗ kim cương rồi đấy. Được quá ta. Đi cả đêm chỉ tìm đúng được một cái thanh niên này thôi. Ok, và mình sẽ tranh thủ tiêu diệt để mình lấy cái vỏ ốc anh Vũ nè. Rồi, thì cũng mèo. Lại có thêm một cái khe nước nữa để mình coi coi có kim cương giống như nãy không. Hồi nãy mình xuống một cái hang cái nó gặp luôn vài quặng kim cương nè. Nhưng mà cái hang lần này thì có vẻ là... Ê! Ồ, vẫn có kim cương. Và còn có thêm cả Axolotl nữa. Mình lần đầu tiên gặp Axolotl ở một cái nơi sâu dưới biển giống như vậy ấy. Thanh niên cầm ốc anh Vũ thứ hai trong ngày. Thì mình xử hắn bằng cây đinh ba coi. Ui, kế bên phóng hụt. Trời đất, đưa cái bó ốc đây. Ê, lần này là hai thanh niên cầm vỏ ốc luôn. Đã vậy. Vậy thì cho mình xin nhá. Rồi, vỏ ốc thứ 5. Ê, lần này còn có thanh niên cầm đinh ba nữa. Nguy hiểm nha. Tại vì mình có một cái ấn tượng không tốt lắm so với đối với mấy cái con cầm cây đinh ba này. Ok, tiêu diệt nó xong rồi. Giờ là an toàn rồi đó. Và đây là vỏ ốc anh Vũ thứ 6. Cá nóc. Để mình bắt cá nóc về. Phòng lên đỉnh chích mình á. Nhưng mà đâu có dễ. Vỏ ốc thứ 7. Dư luôn. Dư hẳn một cái vỏ ốc luôn rồi. Giờ thì chắc mình về nhà được rồi đấy. Mà trước khi về nhà thì để mình vô bên trong thủy cung. Mình lấy một ít cái block thủy cung mới được. Mấy cái block lăn trụ biển đâu nè. Mình sẽ lấy một ít thôi. Sau đấy thì mình sẽ phi thẳng vô trong cái nhà kho. Để mình lấy một cái gọi là cho ta trái tim biển cả. Mình sẽ cần trái tim biển cả thì mới có thể chế tạo thành cái ống dẫn được. Đây, trái tim đây. Cho trái tim kết hợp với vỏ ốc anh Vũ. Tên tên, mình đã có được ống dẫn rồi. Nhưng mà mình sẽ không đặt ống dẫn ở ngay vị trí này đâu. Mình sẽ tạm thời cất nó vô một cái hộp sugar đi. Hôm nay mình sẽ rất là cần nó. Tại vì nó sẽ cung cấp cho mình cái hiệu ứng là sức mạnh biển cả. À đúng rồi, nó sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh biển cả đấy. Rồi, có được một thứ rồi. Sẵn tiện ở nhà thì mình sẽ làm thêm một ít cái vàng pha thuốc luôn. Bữa nay mình sẽ cần nấu thuốc rất là nhiều á. Sau đấy đặt hết ra ngoài luôn. Để mình dễ dàng chế tạo thuốc hơn. Tiếp theo là đi múc nước nè. Số lượng vàng pha thuốc nhiều như vậy là cũng cần phải chăm nước hơi bị nhiều á nha. Tất cả các lọ thuốc này thì mình đều sẽ chế tạo thành cái thuốc kỳ quặc trước đi. Ủa phải thuốc kỳ quặc không ta? À đúng rồi. Thuốc kỳ quặc là đúng rồi đó. Ui, cái gì đấy? Nữa, lại một bệnh nhân nữa. Thiệt tình luôn. Chỗ mình bây giờ rất là nhiều bệnh nhân tới luôn nha. Hôm bữa mới cứu một bệnh nhân rồi, bây giờ lại có thêm một bệnh nhân khác tới nè. Rồi xuống dưới giùm cái. Thiệt tình à, chuẩn bị đi công chuyện mà còn... gặp bệnh nhân tới nhà nữa. Dính thuốc chưa? Rồi dính thuốc rồi. Nè, cắn giùm trái táo giùm cái. Rồi ở đó đợi đi nha. Ok. Bệnh nhân VIP là được che chở bằng kim cương luôn á. Không phải bệnh nhân thường đâu. Thiệt tình. Rồi, giờ thì mình sẽ đi lấy thêm nguyên vật liệu để mình chế thuốc cái đó. Mình muốn chế tạo thuốc của cụ rùa á. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có cái nón rùa nào hết. Thành thử ra là bây giờ mình phải qua cái gò đất bên đây. Nơi mà lần trước mình có cho rùa đẻ vài cái trứng rùa nè.
không biết là nở chưa. Tại vì mình không có lót khu vực này ra. Rồi, vậy là còn một chỗ bên đây là chưa nở nè. Còn cơ hội nha. Nhưng mà chắc mình sẽ cho rùa đẻ thêm một chập nữa. Ồ, rùa này không có mắn đẻ rồi. Rùa đẻ có một trứng à. Ý, cuối cùng thì rùa cũng đã nở rồi. Ấy mà mình quên mất mình không có rào lại. Rùa nhỏ không biết có buộc được không nữa. Hình như rùa con mình không buộc được. Oh gosh. Không buộc được thì mình mình nhốt lại thôi chứ biết sao giờ. Đấy, một rùa đã lớn rồi. Yes. Mình sẽ cho nốt 4 chú rùa còn lại ăn tiếp để cho mau lớn giống như chú rùa vừa rồi. Còn mau cho mình cái vảy nữa. Đây, 3 vảy rùa rồi. Bốn, ôi 5 vảy rùa luôn rồi, rùa đã lớn hết rồi. Mau thiệt chứ. Yeah. Vậy là đã có được thứ mình cần, đó chính là 5 cái vảy rùa. Bây giờ thì mình sẽ lập tức lấy cái bàn chế tạo ra để mình chế tạo thành cái nón rùa ha. Wow, cái nón này đội vô rất là đẹp luôn và nó còn cho mình hiệu ứng thở dưới nước nữa. Nhưng mà cái nón này thì mình chỉ đội được một lúc nữa thôi, tại vì tí nữa về nhà mình cũng nấu nó thành cái thuốc à. Hơi tiếc nhưng mà không sao, phải đầu tư thì mình mới hoàn thành được cái thành tựu khó nhất game này. Ngoài nón rùa ra thì mình còn một cái nguyên liệu chế thuốc nó cũng khá là khó tìm. Đấy chính là chân thỏ. Đây đây đây, có thỏ. Thỏ bự mới được nha. Yêu, cái này thỏ con rồi. Ơ, đã vậy mình còn bị gấu dí nữa. Trời đất ơi. Gấu mẹ dí mình kìa. Thôi, xin lỗi mà tôi đâu có làm gì gấu con đâu. Nè. Chết rồi, thôi, cho mình chạy khỏi khu này thôi, để không thôi gấu dí mình đó. Nè, như gấu này là FA là rất là dễ tính nè. Đó, FA là rất hòa đồng thân thiện luôn ha. Quá là được luôn, nhưng mà chỉ tiếc là hơi FA thôi nha. Ê, ngoài làng có thỏ. Không có chân rồi. Vẫn không có chân. Cũng không có nốt luôn. Ê, lần này thì có rồi. Yay, mình đã có được chân thỏ. Bây giờ thì mình đã có hầu hết là các nguyên vật liệu cần để chế tạo thuốc rồi. Giờ thì lên trên và bắt tay vào công việc chế tạo thuốc luôn thôi. Mình sẽ cần có tổng cộng là 11 lọ thuốc khác nhau. Lần này thì mình nấu số lượng lớn á, để có gì lỡ mình làm hộp thì mình còn làm lại. Lần lượt là thuốc tàn hình nè. Rồi thuốc kháng lửa, thuốc nhìn trong bóng tối, thuốc nhảy cao, thuốc hồi phục, thuốc rơi chậm, thêm thuốc cụ rùa nè, thuốc sức mạnh, thuốc tốc độ và cuối cùng là thuốc yếu đuối. Đây, thuốc tàng hình của mình đã xong rồi. Và những cái lọ thuốc này á thì mình đều sẽ tăng cái thời gian của nó thành 8 phút hết. Chỉ có thuốc cụ rùa là mình sẽ biến nó thành thuốc cụ rùa cấp độ 2 thôi, còn tất cả là thành 8 phút hết luôn. Thuốc cụ rùa mình nấu ở đâu ấy nhờ? Đây, thuốc cụ rùa nè. Cho bột đá phát sáng vào. Còn mấy thuốc còn lại là cho redstone vào hết. Nấu xong thì lấy ra thôi. Quay, mình sẽ cần một cái rương su cơ chiên để chứa thuốc luôn á. À, suýt nữa thì mình còn thiếu thuốc thở dưới nước. Hèn gì mình đếm nãy giờ nó chỉ mới có 10 lọ thuốc à. Mình còn thiếu một lọ thuốc thở dưới nước nữa. Rồi, xong phết. Công đoạn chuẩn bị thuốc của mình đã xong rồi đó. Bây giờ thì mình cần phải dẫn cá heo tới một cái biome deep dark gần nhà mới được. Tại vì cái thành tựu này mình chỉ có thể thực hiện ở cái biome deep dark thôi. Vì đó là nơi mình có thể lấy được cái hiệu ứng bóng tối ấy. Không biết cá heo còn có ở khu vực này hay không nè. Còn đi mà. Ừ, còn. Mình sẽ lấy cọng dây ra. Quá nhanh. Rồi xong. Bây giờ thì dắt cái heo đi tới biome deep dark thôi. Ủa cái này cái đường ra đâu ta? Ủa cái sóc? À đây cái đường ra đây. Tạm thời thì chắc mình phải buộc cá heo ở đây rồi. Để mình đào một cái hố trước cái đó. Mình nhớ là cái biome deep dark nó nằm gần cái ngọn núi này nè. Nhưng mà để đưa cá heo xuống dưới được thì mình phải có một cái hố đủ rộng để đẩy cá heo xuống một cái ô nước. Như vậy là lần
Mình nhớ chính xác rồi. Mình đã tới được một cái biome deep dark. Nó là một cái khe nước luôn. Chà, căng rồi nha. Được á. Mình sẽ đào rộng rộng ra và mình bắt đầu đặt xô nước. Để còn có chỗ cho cá heo một hồi rơi xuống nữa. Ui, sao mình nghe tiếng. Oh gosh, mình dính hưởng bóng tối rồi. Vậy là gần đây nó còn có cái khối scoot lát rồi. Ê, vậy thì càng tốt. Ok, chỗ này đã sẵn sàng rồi đó. Ây da. Nhưng mà như gần đây có hoa đành xuất hiện luôn rồi. Nó đâu đó dưới này nè. Thôi kệ nó đi. Giờ thì mình lo mình chuẩn bị dắt cá heo xuống đây cái đó. Việc này quan trọng không? Lẹ 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 cái hố đâu rồi? Lẹ 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 cái hố. Thời gian có hạn thôi. Lâu lâu phải cho cá heo đụng nước cái, không thôi là đi luôn á. Cố lên cá heo, cố lên. Cố lên một xíu nữa thôi. Đây, nó đây. Sẵn sàng rồi đó. Đi xuống dưới nào cá heo. Let's go, chúng ta đi xuống dưới nào. Ê, né ra nha, dưới có block mình chưa đập hết kìa. Yahoo. Trời, mình với cá heo chơi cảm giác mạnh thiệt. À, nhưng mà để chắc cú hơn á, mình sẽ đặt tên cho cá heo luôn. Mình sợ cá heo biến mất lắm. Tên là cá heo. Rồi, ok. Ê. Oh god, ở đây có qua đàn. Ê. Đừng có đánh hơi cá heo tôi rồi mần thịt cá heo tôi nha. Ê. Ghê quá à. Mà trước khi lên trên thì mình cần phải đập hết mấy cái cục xúc tác này trước đó. Để tránh trường hợp một xíu mình xuống nó lại xuất hiện thêm qua đành đó. Mình phải tốc độ lên nha, mình còn vài cục lần á. Hình như nó tức giận lên à. Mình nghĩ là mình lên chuồn hơn. Oh gosh. Sao lại là đường cùng? Oh no. Oh my god. Hên thiệt, hồi nãy vô cái đường cùng á. Tí nữa thì đi rồi. Không sao. Mình còn lo được. À, ở đây nó còn một khối xúc tác nè. Đập nó luôn. Ồ, dưới này còn một khối scoot lát nữa chứ. Bảo sao. Mình sẽ đập luôn cái này đi, mình chỉ chừa đúng cái ở bên kia thôi. Mình cần ít nhất là một cái scoot lát ấy. Nên mình sẽ chừa lại một cái. Còn mấy cái xung quanh là mình dẹp hết, không chừa cái nào luôn. Ui, hình như nó biết mình trong đây hay sao ta. Biết không? Sao mà biết được. Ý, con qua đền ngu ngốc. Con qua đền ngu ngốc. Sau khi đã dắt được cá heo thì bây giờ mình sẽ dắt tiếp một cái sinh vật khác ở bên thế giới kết thúc. Đấy chính là con Sugar. Tại vì cái đòn đánh của con Sugar sẽ cho mình cái hiệu ứng bay lên đấy, nên mình rất là cần nó luôn. Giống như lần trước thì mình sẽ ghé vào cái thành phố gần nhà mình ha. Để coi còn con Sugar nào dễ dắt về không. Hình như hết luôn hả ta. Ủa, mình vẫn còn nghe tiếng. Trong này. Chính xác là trong này. Ồ, đây, nó đây. Mình sẽ khiều cho nó đi tóc biến ra chỗ khác đi. À, bên đây con này dễ lấy hơn nè. Coi con nào dễ thì mình dắt con đó về thôi. Mình cần phải đặt cái thuyền xuống. Đấy. Nó lên thuyền ngồi gọn khô luôn rồi cơ. Mình cần phải đập cái bức tường này ra để có chỗ cho mình với con Sugar đi ra ngoài nữa. Giờ thì leo lên thuyền nào. Leo lên thuyền là không có sợ bị bay lên trời nữa. Quay xe cái coi. Cẩn thận. Lọt xuống dưới bây giờ. Rồi, ok. Vào việc rồi đó. Mình sẽ đi ngược về hướng này để về nhà mình. Ừ, một xíu thì hơi khó hơn nè. Tại mình cần phải đưa Sugar qua cái lỗ đó nè. Lần này thì mình dẫn theo cách là đưa qua cái cổng dịch chuyển cho nó gần ấy. Chứ dẫn theo cách dắt thẳng từ cái thành phố về nhà mình cũng được. Về cái đảo chính cũng được. Nhưng mà cách đó thì nó hơi xa một xíu.
Đường đi là có hết sẵn rồi đó. Giờ chỉ việc là leo lên thôi đấy. Okay. Hiện tại thì mình đã kéo được con Suker lên trên cái thềm này à. Để một tí. Ê, ê, ê. Ok, vẫn vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Rồi, lên thêm. Cẩn thận nha, ở dưới là The Void á. Rớt xuống dưới một phát, một là xác định luôn. Cái gì đây? Bị giang hồ chặn đường. Rồi luôn. Con Enderman chết tiệt. Hại người ta không à. Đây, đây. Ồ, trong cái gũi nó có cái hên. Là Suker dịch chuyển một hồi lại lên trên này rồi. Thành ra là dễ. Mình sẽ lấy cái thuyền lại rồi đưa Suker lên trên thêm một lần nữa. Con Enderman bị bay lắc. Mình cứ tưởng một mình bay lắc không à. Nhưng mà Enderman cũng bay lắc giống mình luôn. Sợ thật. Vào việc thôi. Đẩy Suker lại đây để mình móc lên cho dễ. Lên không? Ây da, móc lên không tới rồi. Vậy là cái này nó bị cao quá hả? Đấy, đấy, vào việc rồi đấy. Bắt đầu vào việc hơn rồi đấy. Lên luôn. Ôi. Chút xíu nữa là lên được rồi. Lần này thì được không? Yeah, yeah. Cuối cùng thì Suker cũng đã lên trên rồi. Được của nó đấy. Công việc còn lại là đưa Suker qua cổng và về đảo chính thôi. Ủa, tính ra cái này nó còn mất hơn thời gian hơn là mình đặt block và dẫn Suker qua đảo chính đó nha. Mình cứ tưởng nó nhanh hơn chứ nhưng mà không, nó vẫn lâu ạ. Bây giờ hơi căng nha. Giờ tạm thời cho Suker đứng đây trước đi. Mình sẽ đi ra ngoài. Rồi sau đó mình mới đập block và bắn bể cái thuyền để cho Suker về nhà. Thứ tự là vậy. Rồi. Xong giờ công việc còn lại mình là bắn bể cái thuyền thôi. Đấy, giờ là Suker đã về nhà rồi đó. Mình cũng về nhà theo luôn thôi. Để coi mình spawn đâu vậy. Rồi luôn. Xa lắc xa lơ luôn. Suker xuất hiện tít ở bên cái nơi mình spawn lận. Đâu đây nè. Mình xuất hiện ở đâu đây nè. Rồi coi coi. Đây 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 đây, thấy rồi. Suker đằng kia. Yeah, yeah. Giờ thì mình cũng sẽ cho Suker một cái tên. Rồi. Một cái tên Suker đã có. Đặt vào thôi. Sau khi có tên thì mình sẽ. Ây da, nhưng mà bây giờ dẫn Suker đi có vẻ chưa hợp lý lắm. Để mình về mình chuẩn bị thêm đồ đạc các thứ đã. Rồi mình hẳn dẫn Suker đi cũng không muộn. Trời ơi. Gan xíu nữa thôi cũng không được nữa. Được không? Lần này thì được không? Nữa vẫn không được. Lần này thì được nè. Ai, vẫn không được kìa. Lần này thì sao? Ý. Ui. Lần này thì bay hơi cao rồi. Ấy, lọt xuống dưới luôn rồi. Trời đất ơi. Ok ok, vậy cũng được, vậy cũng được đi. Ít ra là còn lọt xuống dưới. Mình sẽ nhảy xuống dưới để đập cái block này. Để cho Suker đi xuống dưới luôn. Ý, Suker đang rất tự do xuống dưới kìa. Tẩm. Rồi. Mình sẽ đợi hết hiệu ứng rồi xuống dưới mình sẽ làm một cái chỗ dành riêng cho Suker luôn. Ây da. U là trời, u là trời. Trời đất ơi, khó gì mà cũng làm được nữa. Rớt ngay cái thuyền à. Mang đét ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đưa Suker qua bên kia. Tại vì theo như mình xác định á, thì bên này nó có một cái khói scoot la hét nè. Bây giờ thì mình cần phải chặn Suker lại. Để không thôi Suker cứ bắn ra mình hoài thì hơi phiền đó. Bây giờ thì mình sẽ setup ở đây một cái chỗ ống dẫn đi. Mình sẽ đào ra để một tí mình đặt trái tim biển cái ống dẫn xuống. Ui, what? Nè đi. Ở đây còn có kim cương nữa nè. Rồi, mình xin luôn. Số mình đỏ thiệt sự. À, mình sẽ đặt cái ống dẫn ở chính giữa nè. Sau đấy bao bọc cái ống dẫn bằng những cái đá lăn trụ biển này. Ủa, đá lăn trụ biển kích hoạt đúng không ta? Ừ, mình cũng không nhớ rõ nữa. Được không trời? Để mình đi đổ nước vô cái đó thì mới biết kết quả được.
cái đá này nó không kích hoạt được rồi, vậy là mình phải làm thành cái gạch đó. Rồi thay thế vào. Thằng này là không sợ nó không kích hoạt nữa rồi. Thằng này là chắc cú luôn rồi đó. Sau khi mình có được hiệu ứng sức mạnh biển cả từ cái chỗ này thì mình sẽ đi tìm tiếp một cái chỗ khác nữa. Ủa có chưa? Ủa sao chưa kích hoạt ta? Ủa sao? À đây đây đây, giờ mới kích hoạt nè. Yes. Vậy là mình đã có được cái hiệu ứng sức mạnh thủy triều rồi. Ngoài ra thì mình cũng sẽ dẫn cá heo xuống chỗ cái ống dẫn của mình. Đi 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 xuống đây cá heo, cá heo. Xuống đây xuống đây. Chính xác chính xác. Rồi để cá heo ở đây luôn. Vậy là một khu vực này thì mình sẽ có được liền hai cái hiệu ứng là sức mạnh thủy triều cũng như là ân huệ của cá heo ha. Quá đã. Giờ thì mình sẽ về nhà để chuẩn bị thêm vài cái món đồ nữa để nó cung cấp cho mình những cái hiệu ứng cuối cùng mà mình cần thôi. Thứ mình cần hiện tại là một ít cái mũi tên ma quỷ để có hiệu ứng phát sáng nè. Rồi khối cảm biến scoop ở đây. Thêm táo vàng nữa. Có luôn. Và cuối cùng là những cái bông hồng Wither. Có ở đây. Và thêm một vài cục đất để trồng cái bông này lên. Đấy đơn giản chứ vậy. Còn thiếu gì không ta? À, còn thiếu một cái loại súp nữa. Mà cái súp này thì chỉ có thể chế tạo từ cái bông hoa thiên thảo gì nữa. Cái bông đó mình ăn vô, mình mà làm súp xong á, mình ăn vô cái là mình sẽ bị dính hiệu ứng mù lò liền luôn á. Ở đây có không? Đây đây đây, nó đây nè. Cái bông này hay sao nè. Chính xác luôn. Tên tiếng Anh của nó là Azure nha. Mình sẽ cho cái bông Azure kết hợp với nấm các thứ đâu. Đấy là mình đã được cái bát súp đáng ngờ rồi. Quên nữa ta. Mình tí nữa là mình quên chuyển mấy cái thuốc của mình thành thuốc ném được. Để một hồi mình làm cho nó dễ. Kiểu như mình sẽ rút ngắn được cái thao tác dùng thuốc hơn ấy. Và bây giờ thì mình còn thêm ba hiệu ứng nữa. Đó chính là hiệu ứng điềm xấu nè. Rồi hiệu ứng người hùng của ngôi làng. Cũng như là hiệu ứng đào chậm. Mấy cái này thì chắc sẽ không quá khó để mình lấy được đâu. Đây, hắn xuất hiện rồi. Mình sẽ lấy cái lá cờ này trước để mình qua cái khu vực farm emerald của mình. Để mình test thử xem coi lên đây thì nó có dễ dàng lấy cái hiệu ứng người hùng của ngôi làng hơn không. Tại mấy lần trước mình farm thì mình hay có được cái hiệu ứng người hùng của ngôi làng ấy. Đây, vô vị trí. Nhảy xuống dưới một cái. Rồi sau đó đi lên. Để xem. Ô, lần này có gì đó sai sai à? Uầy, có gì đó sai sai rồi, cái máy farm này. Ủa sao cuộc xâm lược nó... Oh my god, khi mà mình ốp đất ở đây thì cái máy farm ngọc lục bảo của mình nó bị ảnh hưởng rồi. Oh no. Vậy là bây giờ mình phải vượt qua cuộc xâm lược này một cách thủ công rồi. Mà tính ra cái cuộc xâm lược này ở đây cũng hơi căng á nha. Tại vì có một mình à. Nên chống chọi với bọn chúng cũng hơi khó. Ây da, ây da. Tiếc gì ta, cái này mà phải ngay nhà mình một cái địa bàn mình. Mình kêu đội quân chó sói của mình ra là tới công chuyện liền. Được lắm, các ngươi ỷ đông hiếp yếu chứ gì. Từ từ các ngươi cũng sẽ trả giá thôi. Nhưng mà mấy tên điên này không biết vì lý do gì nữa mà không có đánh mình. Chỉ có một vài con như là con vét. Rồi cái con quái thú thì hay đánh mình thôi. Còn mấy con khác thì nó còn chọi đồ hồi máu cho mình nữa cơ. Bây giờ một mình phải căng ba con quái thú một lượt. Ouch. Nhưng mà cũng hạn chế lại chỗ mấy bé gấu các thứ đồ. Mình không muốn ảnh hưởng tới gấu đồ đâu. Liệu rằng đây có phải là cuộc xâm lược cuối cùng? Chắc đây là cuộc xâm lược cuối cùng rồi đó. Đấy đấy đấy, thắng rồi nè. Yes. Cuối cùng thì cũng vượt qua được cái cuộc xâm lược này rồi. Mình đã có được cái hiệu ứng người hùng của ngôi làng. Sau khi vượt qua cuộc xâm lược thì mình sẽ về nhà để mình lấy một cái đèn hiệu cái đã. Tại vì mình chỉ có thể lấy được cái hiệu ứng đào nhanh từ cái đèn hiệu thôi ấy. Nên bắt buộc mình phải lấy nó mang theo nè. Ai du. Trời. Trời ơi, có thích khách. Mấy con này láo thiệt. Nó dám áp sát mình. No. Ủa cái gì bất ổn vậy? Đây là địa bàn sân nhà của mình mà. Thôi bọn này láo chưa? Quýnh mình như cái nùi dẻ luôn rồi.
thôi, lấy gồ chuẩn lẹ, lấy gồ chuẩn lẹ. Lấy gồ chuẩn lẹ thôi. Yêu thích khách mới cơ. Chạy. Sẵn tiện mình bay bay qua cái chỗ cướp dân làng luôn, để mình lấy thêm cái hiệu ứng điểm xấu nữa. Mình đã có được hiệu ứng điểm xấu rồi. Bây giờ thì bay lại cái thủy cung. Ui trời ơi, sao cái người mình như con nhím vậy? Ok. Đâu ta, bữa mình nhớ là bên đây có cái thủy cung mà ta. Nó cũng gần cái làng này nè. Ừ mà quên, đừng có lũi vô làng giùm cái. À đây, nó đây. Mình thấy nó rồi. Mình sẽ đứng ngoài này để cà khịa một tí và lấy cái hiệu ứng đào chậm thôi. Rồi có luôn nè. Hợp tác với ta, giám hộ biết mình đang cần hiệu ứng hay sao. Vừa đáp phát cho mình hiệu ứng liền. Rồi cảm ơn nhiều nha. Và bây giờ thì mình đã có gần như là hầu hết những thứ cần thiết để mình có thể làm được cái thành tựu trong ngày hôm nay rồi. Giờ thì chỉ cần đi xuống dưới và đợi cho đói một tí thôi. Tại vì mình cần đói để có thể ăn hết số đồ mà mình chuẩn bị ấy. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đặt cái đèn hiệu của mình xuống, để mình lấy cái hiệu ứng đào nhanh cái. Rồi mình sẽ cần một cái khoáng sản nữa. Ây, một khoan. Ây, mình quên đào sẵn cái tia để cho cái đèn hiệu nó bay lên rồi. Oh no. Trời ơi. Vậy là bây giờ mình phải đợi cho nó hết cái hiệu ứng đào chậm rồi mình đào lên trên thôi. Thì cái tình luôn á. Hậu đậu rồi. Đúng hướng lắm đây. Đừng có hụt, đừng có lệch nha trời. Đúng như vậy. Ok, đúng rồi. Đúng là mừng rồi. Dục vô đây để mình lấy hiệu ứng đào nhanh cái. Rồi, xong rồi lại phi qua bên cái chỗ của thủy cung để mình lấy hiệu ứng đào chậm lên cái nữa nè. Đấy, hậu quả của việc chơi game quá 180 phút đấy. Ôi, tính ra kế bên nó có cái thủy cung luôn á. Vậy mà hồi nãy mình đi kiếm cái hiệu ứng từ cái thủy cung xa kia. Trời ơi, thiệt luôn, bữa nay mình hơi hậu đậu rồi. Ok, có lại hiệu ứng đào chậm rồi nè. Giờ thì trở lại và chuẩn bị cho công đoạn thực hiện các thành tựu thôi. Mình đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà cái bụng của mình chưa sẵn sàng lắm, tại vì nó còn khá là no cơ. Trong lúc chờ đợi cái bụng đói thì mình còn phát hiện ra mình còn thiếu một thứ nữa. Thánh thần ơi, bữa nay mình quên nhiều dữ vậy. Mình còn thiếu một con cá nóc. Đây luôn. Ôi da, dạ. Bị cá nóc chích nữa. Rồi ok, đã có được cá nóc rồi. Giờ thì mới sẵn sàng cho cái công việc làm thành tựu nè. Giờ là hết thiếu rồi đó. Thiệt luôn. Bữa làm thành tựu bất ổn nhất từ đầu cuộc hành trình của chúng ta tới bây giờ á. A few moments later. Mình đã đói rồi nhưng mà bây giờ lại mất cái hiệu ứng đào chậm rồi. Thiệt luôn á. Cái ngày làm thành tựu gì mà nó bất ổn dữ không biết nữa. Ui mà giờ có vẻ cũng không ổn cho lắm nha. Còn có nửa trái tim làm thành tựu lớn ngớn là đi bụi luôn á. Chắc xuống dưới mình phải ăn một trái táo để mình hồi lại một lượng máu nhất định cái đó. Mình có đem nhiều táo lắm nên không sợ đâu. Ok. Xào quần cả ngày để chuẩn bị cái đống đồ này. Bây giờ thì cùng mình tận hưởng và cố gắng thực hiện cái thành tựu How We Get Here này thôi. Vào việc này, lấy thuốc ra trước cái đã. Một xíu mình sẽ chọi hết cái đống thuốc này á. Đã tới lúc để mình thực hiện cái thành tựu này rồi. Giờ thì mình sẽ chọi trước những cái bình thuốc trước nè. Sau đấy ăn thêm trái táo. Thêm khối scoop nó hét này xuống. Rồi giờ chị chuẩn bị ăn thêm con cá nóc nữa. Ây da, hụt rồi. Rồi đó, giờ thì trúng rồi nè. Sẽ ngồi lên để mình bắn cái mũi tên này cái đó. Sau đó thì ăn thêm bát súp, chọn thuốc và ta da. Thành công rồi. Và như vậy thì mình đã thành công để làm được cái thành tựu How We Get Here rồi. Chuẩn bị xào quần cả ngày, chỉ chờ đợi cái giây phút này thôi á. Và đây, cái thành tựu nó nằm ngay đây nè. Nó là một cái thành tựu ẩn á, mà sau khi mình hoàn thành thì nó sẽ mở ra thôi. Và có bạn nào đã làm được cái thành tựu này ở cái phiên bản 1.19 này chưa? Nếu có thì hãy để cho mình biết ở cái phần bình luận nhé.
Còn bây giờ thì để mình đợi cho nó hết hiệu ứng cái đã. Ui, đây đây, hết độc rồi nè. Gùng thì chứ. Rồi, công việc cuối cùng là mình sẽ thu gom đồ nghề và về nhà thôi. Mình đã mất rất là nhiều thời gian ở khu vực này rồi. Mà nãy đi không có múc teo xô sữa. Bây giờ muốn lấy lại cái đống đồ này chắc mất tầm 5 phút á. Một cái này đập cả 1 phút nè. Mệt mỏi chưa? Ôi. Không phải 1 phút đâu, mình nghĩ là hơn 1 phút á nha. U là trời. Hành trình nào rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi. Và cái hành trình 1.19 của mình đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm. Cùng với rất là nhiều kỷ niệm với những người bạn như là những chiến binh sói nè. Rồi những nhóc Axolotl. Rồi ngoài ra thì còn có Jeff và tất cả các sinh vật mà mình dẫn về nè. Mặc dù là cuộc hành trình này chưa có trọn vẹn lắm, nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm quay trở lại ở một cái cuộc hành trình khác nó đầy ắp sự thú vị và có thêm những người bạn mới hơn. À quên nữa, mình còn có người bạn Alay trong cái cuộc sinh tồn lần này nè. Ồ, quên nữa ta. Không biết là ở những phiên bản sắp tới thì Minecraft sẽ cập nhật thêm những cái sinh vật gì nữa. Rất là tò mò luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái hành trình 1.19 này. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại ở một cái cuộc hành trình 1.xx ha. Chưa biết là 1 chấm mấy nữa, nhưng mà chắc sẽ sớm gặp lại thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái series kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Sắp tạm xa nhau rồi đó. Mấy bác ở đây sống tốt nha. Tôi phải đi tìm một cái cuộc hành trình mới rồi. Mấy bác ráng sống tốt nha. Rảnh thì tôi sẽ quay lại đây thăm mấy bác. Nhớ lắm luôn á. Mấy anh Golem cũng ráng bảo vệ dân làng nha. Để tôi trở lại còn có dân làng để tôi chào hỏi. Rồi tôi cho cà rốt nữa. Đội quân sói mình cũng sẽ tạm phải chia xa rồi. Nhưng mà không sao. Đã là đội quân của mình thì chắc chắn sẽ có một ngày sẽ được ra trận chung với mình thôi. Nên là đội quân sói yên tâm nha. Sẽ sớm thôi. Thôi bớt gung đi nha. Mới mốt mà rảnh là vô dẫn đi đua tiếp. Mình là kiểu như là tay đua số 1 cái làng này mà. Nên là Strider yên tâm nha. Mèo cũng vậy nè. Ở đây chơi với Strider đâu. Còn đằng kia thì Jeff có người bầu bạn là chắc cũng không cần mình lắm đâu. Và cả Alay nữa. Tại vì Alay mà mình không buộc là sẽ biến mất đó, nên mình mới buộc như vậy thôi. Chứ kiểu mình có đặt tên đó mình cũng buộc Alay là. Tại vì không thôi Alay sẽ đi theo mình và khá là phiền ấy. Chỉ sợ bị mấy con quái khác nó tiêu diệt thôi à. Ờ. Tiếc là cái hành trình này mình chưa có dịp cùng Alay đi nhiều nơi cho lắm. Đi dạo một vòng trang trại trước khi chúng ta chuẩn bị cho cái hành trình mới. Ở một thế giới mới nè. Hút Linh còn hút không vậy? Ồ, bữa nay hút Linh hết hút mình rồi. Trời, nay biết ngày cuối sao mà không hút mình nữa nè. Ồ, thấy thương chưa? Quýnh cái. Quýnh cái xả dao coi. Bye bye Axolotl Pro Max nha. Nè nè nè, cho cục cà rốt nè. Giờ thì còn gấu panda nữa. Ờ đây đây, mình nhớ nhất ông cháu đây nè. Đừng tỉnh đi ông cháu ơi. Tỉnh đi, đừng có như vậy nữa. Tỉnh đi. Tới bây giờ vẫn chưa qua được cái cơn đưa chân lên trời này. Tội nghiệp gấu thiệt luôn á. Và chắc đây là những người bạn cuối cùng rồi. Tạm biệt nha. Hẹn gặp lại.